Thưa quý vị, để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát động mô hình Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân, giai đoạn đầu thực hiện thí điểm tại một số địa phương. Ở quận Liên Chiểu, Công an phường Hòa Khánh Nam đã nhanh chóng bắt tay vào việc triển khai thực hiện mô hình. Dù có vất vả và bộn bề với nhiều nhiệm vụ, nhưng đổi lại, đơn vị đón nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ nhân dân. 8 giờ tối tại Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, rất đông bà con đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính và đăng ký cấp căn cước công dân. Phường Hòa Khánh Nam với đặc trưng dân cư đa phần là công dân lao động và sinh viên. Chính vì vậy, chiều tối là khoảng thời gian thuận lợi nhất để bà con nhân dân tới công an phường giải quyết thủ tục hành chính. Ai cũng phấn khởi bởi vì không cần phải xin nghỉ làm một buổi để đi giải quyết giấy tờ như trước đây nữa. Ban đêm thì cô tới đây cô làm ba cái thủ tục giấy tờ, nhưng mà thấy công an quận Liên Chiểu làm rất là nhiệt tình, rất là thuận lợi. Lúc này một kiếp trực khác làm nhiệm vụ xuống dân